Rồi. Ta sẽ làm một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi ở lớp 9. Đề như sau. Trường hợp gồm hai anken đồng đẳng kế tiếp hợp nước có số tác để tạo thành hai rượu. Chia rượu hai phần bằng nhau, phần một tác dụng natri sinh khí. Phần hai đốt cháy để cho toàn bộ sản phẩm chảy qua nao hắt thấy khối lượng bình tăng, tìm công thức của hai anken. Chúng ta nghe kỹ, hai anken này là người ta cho là đồng đẳng kế tiếp rồi. Về gọi chung. Gọi CN trung bình H2N trung bình là công thức chung cho hai anken. Rồi. Tiếp theo em sẽ tính được cho thầy mol của hai anken. Mol hỗn hợp đây. 0,25 mol. Tính mol hero. Lấy 0,84 chia cho 22,4. Bao nhiêu mol? 0,0375. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta có phương trình như sau. Phương trình này. CN trung bình H2N trung bình. Chúng ta hợp nước tức là cộng với nước. À, số tác đó là axit nhiệt độ. CN trung bình H2N trung bình cộng cho 1 OH. Đây là rượu em nhé. Số mol thằng này là 0,25 mol. Anken cộng nước thì tạo thành rượu tương ứng. Cái này 0,25 mol. Đây là 1. Người ta chia hỗn hợp hai rượu này thành hai phần bằng nhau. Như vậy ta xét phần 1. Chúng ta sẽ nói như thế này. Mol của CN trung bình H2N trung bình cộng 1 OH trong một phần. Sẽ lấy 0,25 chia 2 và bằng 0,125 mol. Cái này hiểu chưa hả? Rồi, con đi thêm khó lắm đâu. Ta xét phần 1. Rượu chúng ta bây giờ ta dùng bánh natri. Cộng natri. Mà chắc là natri và hero đổ chỗ cho nhau. Hero trong nhóm OH nha, hai này đổ chỗ cho nhau nè. Biến thành CN trung bình, H2N trung bình cộng 1 ONA cộng hero. Đó là phương trình 2. Đẹp ngay. Phần thứ nhất là tác dụng hết với natri thu được khí. Rồi. Như vậy chúng ta hiểu như thế này. Nghe nha. Số mol của thằng này là 0,125. 0,125 mà nhân cho 2 là bao nhiêu? 0,25. Mol rượu ban đầu mol hỗn hợp là 0,25. Vậy đúng rồi vậy nè. Số mol thằng này là 0,25 đúng không? 0,125. Chỉ qua hero mà mol hero để mình tính được bao nhiêu? 0,375 này. Đúng không? Mâu thuẫn ở chỗ đó nè. Điều này chứng tỏ là đây phần thứ nhất tác dụng hết với natri sinh khí. Natri dư thì thằng kia phải hết, mà hết thì hero tạo ra không đúng. Đây này. Thu được hai rượu, chia hỗn hợp rượu này ở dạng khang rồi làm hai phần bằng nhau. Khang tức là không có nước. Đây. Trong trường hợp này có thể là như thế này nè. Cái thằng anken này vẫn không hết. Hiểu không em? Hiểu không à? Đây là chỉ là cái mol ban đầu thôi. Hiểu cho em? Vì dưới này là natri dư thì bột muối alcohol sẽ hết. Thằng này khang tức là không có nước, không có nước là tới giờ không có phần của natri với nước. Số mol thằng này là 0,0375. Em chuyển qua em nhân 2 cho thầy bao nhiêu? 0,075 đúng không? Đúng rồi. Thì thằng này 0,075. Chuyển qua. Thì thằng này là 0,075. Được chưa em? Như vậy trong trường hợp này mol của hai ancol, mol của hai anken có dư. Hiểu vấn đề không? Tiếp.
Đốt cháy phần thứ hai rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy qua nao hắc dư. Thấy khối lượng bình tăng. Đây, phần 2 này. Cũng anh con này, sinh ở trung bình H2N trung bình cộng 1 OH. Chúng ta thực hiện phần cháy. Nhiệt độ đun nóng thu được CO2 cộng nước. Đây phương trình 3. N trung bình 2N cộng 2 thành N trung bình cộng 1. 3N thì đây chúng ta sẽ là 1,5N. Đây là một oxy. Một oxy đủ ha. Được chưa? Rồi. Số mol thằng này là 0,075N. 0,075 mol. Lý do tại sao bạn biết không? Vì trong trường hợp này này, thằng này nó phản ứng hai do chia hai phần bằng nhau thì cái mol của anh con hai phần đều phải bằng nhau. Chúng quay bên này. Thì mol của CO2 là 0,075 N trung bình. 0,075 N trung bình cộng cho 0,075. Được chưa? Rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy qua nao hắc dư thì khối lượng bình tăng. Khi cho qua nao hắc dư thì CO2 tác dụng đúng không em? Nao hắc dư thì tạo ra mũ trung hòa. Cộng cho H2O. Rồi cân bằng 2. Như vậy khối lượng bình đựng nao hắc tăng là khối lượng của CO2 và nước cho vào. Và khối lượng CO2 cộng khối lượng nước này. Dạ. Tương đương này. Bình nao hắc tăng bao nhiêu? 13,75 này. Được chưa? Ha. 13,75. CO2 chúng ta là 44 nhân cho 0,075 là trung bình. Cộng cho 18 nhân cho 0,075 N trung bình cộng cho 0,075. Cho đây bạn tính xem tay N trung bình bằng bao nhiêu là ra kết quả. Có đáp số không? Có đây này. 2,66 này. Thì suy ra một thằng là gì? C2H4. Một thằng là C3H6. Về kế tiếp mà. Rồi trong chỗ này chúng ta bước đầu tiên chúng ta làm như thế này, bỏ đi này. Cái nghĩa là giữ kiềng ở trên này này. Thấy chưa? Thằng này tác dụng với nước nhưng mà sau vẫn hai anh dư, em hiểu vấn đề không? Hả? Vậy ta bỏ này đi. Này nè, bên đây đâu, được chưa? Bài toán chỉ cần xử lý hai phần dưới thôi, còn phần trên không cần, bởi vì nó dư mà, được chưa? Như vậy hết bài toán này, không có gì khó cả, được chưa?